Lengo AI là một con AI tạo ảnh và video mà các bạn nên sử dụng. Bởi vì nó là một con AI miễn phí, có thể tạo được rất là nhiều phong cách này, từ anime này, pizza này. Cho đến phong cách chân thực. Và đặc biệt là nó còn nhanh đến mức mà chưa có AI miễn phí nào có thể vượt qua được nó. Ngay bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn sử dụng Lengo AI và cách để các bạn viết prompt làm sao cho nó hiệu quả nhất. Bắt đầu thôi. Đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vào trang web lenschool.ai. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào phần login này. Tại đây thì chúng ta có thể đăng nhập với cả tài khoản Google này, hoặc là đăng nhập với cả email. Để đơn giản nhất thì mình sẽ sử dụng tài khoản Google. Sau khi đã đăng nhập thành công thì chúng ta sẽ điền một số thứ, ví dụ như là tên này. Mình sẽ ghi là HVMO chẳng hạn. Sau đó là giới tính này và cái nhu cầu của các bạn muốn. Ví dụ mình sẽ chọn là designer chẳng hạn. Sau đó chúng ta sẽ bấm start này. Đây sẽ là màn hình làm việc của Lengo AI. Tại đây thì chúng ta sẽ có một số công cụ tạo ảnh và video. Đầu tiên sẽ là thay đổi phong cách của video này. Tiếp theo sẽ là tạo ảnh từ văn bản này, tạo video từ văn bản này, tạo video từ ảnh này, training model này và thay đổi phong cách của ảnh. Phía dưới này thì người ta sẽ giới thiệu cho các bạn một số con model này. Các bạn có thể xem ở đây. Rất là nhiều model từ anime cho đến siêu thực. Và bên dưới này sẽ là một số cái bức ảnh mà người dùng người ta đã tạo trước đó. Các bạn có thể sử dụng lại cái mẫu prompt của người ta. Chúng ta sẽ bấm vào phần Generate with Model này. Để đơn giản cho các bạn tìm hiểu thì mình sẽ chia ra làm hai phần. Và phần thứ nhất sẽ là tạo ảnh AI. Phần thứ hai sẽ là tạo video AI. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần đầu tiên là tạo ảnh AI. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến tính năng ảnh đầu tiên là tạo ảnh từ văn bản. Các bạn sẽ bấm vào đây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn model này. Tại đây thì có một số cái model nó tạo độ chân thực rất là cao. Ví dụ như là Flux này, Reel này, Kodak Film này. Nó đều là những cái model tạo cho các bạn những cái bức ảnh rất là giống thật. Và tùy vào phong cách của các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn ở đây. Ví dụ bây giờ mình sẽ lựa chọn phong cách Reel này. Sau đó các bạn sẽ lựa chọn tỷ lệ của bức ảnh này. Ví dụ mình sẽ lựa chọn 16:9 này. Và tiếp theo sẽ là số lượng bức ảnh mà các bạn mong muốn. Ví dụ mình sẽ tạo cao nhất là 4 bức ảnh đi. Và phần này sẽ là trọng lượng của cái prompt. Các bạn kéo càng cao này thì nó sẽ tuân thủ rất là nhiều vào cái prompt của các bạn. Kéo càng thấp thì AI nó sẽ sáng tạo càng nhiều. Tốt nhất thì chúng ta nên thử mặc định trước, nếu mà không ổn thì chúng ta sẽ thay đổi sau. Và phần negative prompt các bạn có thể bật lên, đó là những thứ mà các bạn sẽ không muốn xuất hiện trong bức ảnh. Ví dụ mình sẽ không muốn là chất lượng của bức ảnh nó thấp, nên là mình sẽ chọn là low quality này. Sau đó các bạn sẽ nhập prompt vào đây. Để các bạn tạo ảnh và video nó đúng với yêu cầu của mình và chất lượng tốt nhất thì mình sẽ cung cấp cho các bạn một cấu trúc prompt và các bạn có thể lấy nó ở dưới phần mô tả. Sau đó mình sẽ đưa prompt vào trong Google dịch và mình sẽ chuyển nó sang tiếng Anh, sau đó mình sẽ sao chép này và mình sẽ dán cái prompt của mình vào đây và chúng ta sẽ bấm generate để tạo. Các bạn sẽ chờ một chút để cho AI nó tạo bức ảnh cho mình. Rất là nhanh, AI nó đã tạo cho mình 4 cái bức ảnh ở đây, rất là đẹp đúng không? Các bạn có thể bấm vào để xem này. Bức ảnh rất là đúng với cả yêu cầu của mình, bầu trời màu hồng cam này. Để tải được bức ảnh xuống thì các bạn chỉ cần bấm vào nút tải xuống này. Tương tự như vậy thì mình đã tạo ra một bức ảnh người đàn ông đang đi bộ trên phố này, tay cầm một cốc cà phê này và mặc áo lông thú, rất là đúng với cả cái yêu cầu của mình. Mình sẽ bấm vào cho các bạn xem này. Chất lượng ảnh thì cũng tương đối là cao. Để tải được bức ảnh xuống thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến chức năng thứ hai là thay đổi phong cách của ảnh. Các bạn sẽ bấm vào đây. Các bạn cần lựa chọn phong cách mà các bạn muốn chuyển đổi. Ví dụ mình sẽ chuyển đổi sang phong cách pizza này. Các bạn sẽ lưu ý đến cái thanh này cho mình. Các bạn kéo càng cao này thì nó sẽ càng tuân thủ theo cái phong cách mà các bạn mong muốn này. Tốt nhất thì chúng ta cũng sẽ lên để mặc định trước. Sau đó chúng ta sẽ tải lên bức ảnh mà mình cần chuyển đổi này. Ví dụ mình sẽ thay đổi phong cách của bức ảnh mình vừa tải lên này. Sau đó chúng ta sẽ lựa chọn tỷ lệ của bức ảnh này. Tỷ lệ thì các bạn nên tương đồng với cả bức ảnh mẫu này thì nó sẽ tốt nhất. Mình sẽ chọn 16:9 này. Và số lượng ảnh mà các bạn mong muốn này, mình sẽ chọn 4 này. Phần trọng lượng của cái prompt này thì mình sẽ để nguyên. Và phần prompt này thì mình sẽ nhập đơn giản thôi là một người đàn ông đang ngồi trong phòng này. Phần này thì các bạn sẽ không cần phải chi tiết quá bởi vì nó sẽ tuân thủ cho cái bức ảnh gốc của các bạn. Và mình sẽ dán prompt ở đây này. Bây giờ chúng ta sẽ bấm generate để nó tiến hành chuyển đổi. Các bạn sẽ thấy một lần chuyển đổi nó chỉ mất 8 token thôi. Và mình đã tạo hết 16 token này. Rất là ít đúng không? Đây sẽ là 4 cái bức ảnh mà AI nó đã tạo cho mình này. Mình sẽ bấm vào cho các bạn xem. Các bạn sẽ thấy nó rất là đúng với cả phong cách pizza đúng không? Nhìn nó rất là thú vị. Tương tự như vậy thì mình đã chuyển bức ảnh của Thùy Tiên này sang phong cách pizza. Và đây sẽ là 4 cái bức ảnh mà AI nó đã tạo cho mình này. Nhìn nó kiểu hoạt hình rất là thú vị. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi đến phần thứ hai là tạo video AI. Đối với video thì chúng ta sẽ có 3 công cụ. Đầu tiên sẽ là chuyển đổi phong cách của video này. Tiếp theo sẽ là chuyển văn bản thành video này. Và cuối cùng sẽ là chuyển hình ảnh sang video. Bây giờ mình sẽ sử dụng chức năng đầu tiên là chuyển văn bản thành video này. Tương tự như phần ảnh thì chúng ta sẽ lựa chọn model này. Ví dụ mình sẽ lựa chọn phong cách anime này. Sau đó các bạn sẽ lựa chọn cái tỷ lệ của video này. Và cái thời lượng của video, thời lượng normal thì nó chỉ tạo được cho các bạn 2 giây thôi. Còn thời lượng long này thì nó sẽ tạo được tối đa là 5 giây. Đối với phần này thì mình cũng sẽ cung cấp cho bạn một cấu trúc prompt để các bạn có thể chuyển văn bản sang video. Và các bạn có thể lấy lo ở dưới phần mô tả. Và mình sẽ đưa cái prompt này vào trong Google dịch. Sau đó mình sẽ chuyển sang tiếng Anh.
và mình sẽ sao chép nó quay trở lại Lengo, mình sẽ dán nó vào đây này, sau đó mình sẽ bấm generate để nó bắt đầu tạo video. Đây sẽ là video mà AI nó đã tạo cho mình. Mình sẽ bấm vào cho các bạn xem này. Các bạn sẽ thấy đúng kiểu hoạt hình đúng không? Rất là thú vị. Để tải được video về máy thì các bạn sẽ bấm vào đây. Tương tự như vậy thì mình đã tạo một cái video cô gái đi bộ trên phố này. Bây giờ mình sẽ bấm vào cho các bạn xem này. Các bạn sẽ thấy nó rất là đúng với cái yêu cầu của mình đúng không? Để tải được video về máy thì các bạn sẽ bấm vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến tính năng tiếp theo là chuyển hình ảnh sang video. Các bạn sẽ bấm vào đây. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành lựa chọn cái model mà chúng ta cần tạo video này. Ví dụ mình sẽ lựa chọn model real này và tỷ lệ video mà các bạn mong muốn này, độ dài của video này. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành tải lên bức ảnh. Các bạn sẽ bấm vào phần upload image này. Ví dụ thì mình sẽ tải lên bức ảnh cô gái đang ngồi ở trên ghế trong công viên này. Sau đó chúng ta sẽ mô tả về cái video mà các bạn cần tạo. Các bạn sẽ chờ một chút để cho AI nó tạo video cho mình. Đây sẽ là cái video mà AI nó đã tạo cho mình này. Mình sẽ bấm vào cho các bạn xem. Các bạn sẽ thấy rất là hay đúng không? Phần tóc của cô gái đang chuyển động này. Để tải được video về máy thì các bạn sẽ bấm vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến tính năng chuyển đổi phong cách của video. Và đây sẽ là cái tính năng mà nổi bật nhất của Lengo AI. Chúng ta sẽ bấm vào đây này. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành upload video. Và video của bạn phải nhỏ hơn 100MB. Và độ dài video sẽ nhỏ hơn 60 giây. Chúng ta sẽ bấm vào phần upload video này. Ví dụ mình sẽ tải lên cái đoạn video như sau. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lựa chọn phong cách cho video. Các bạn sẽ bấm vào đây. Có rất là nhiều phong cách cho các bạn lựa chọn này. Và nó sẽ có cái hình minh họa để cho các bạn xem luôn. Ví dụ thì mình sẽ lựa chọn phong cách pizza này. Sau đó chúng ta sẽ nhập prompt để mô tả về cái video này. Ví dụ video này của mình là một người đàn ông đang ngồi ở trong phòng này. Sau đó mình sẽ sao chép cái prompt này. Và mình sẽ quay trở lại Lengo, mình dán nó vào đây. Sau đó các bạn sẽ lựa chọn cái trọng lượng của cái phong cách này. Các bạn lựa chọn normal này thì nó sẽ chuyển đổi một chút thôi. Còn nếu mà các bạn chọn 2 này thì nó sẽ chuyển đổi toàn bộ sang cái phong cách này luôn. Ví dụ thì mình sẽ lựa chọn 2 luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ lựa chọn cái thời lượng của video. Nó sẽ chuyển đổi 5 giây đầu này, 30 giây đầu này và 60 giây đầu. Nếu mà phiên bản miễn phí thì các bạn chỉ được chọn 5 giây đầu thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào phần Generate để nó bắt đầu tạo video. Các bạn sẽ chờ một chút để cho AI nó tạo video cho mình này. Đây là video mà AI nó đã tạo cho mình. Bây giờ mình sẽ bấm vào cho các bạn xem. Các bạn sẽ thấy là nó rất là giống với cả cái video mẫu của mình luôn. Trong này thì nó sẽ có cái nút bạc này, hai cái màn hình máy tính này và cái loa này. Rất là giống với cả cái video mẫu luôn. Đây là tính năng của Lengo AI mà mình đánh giá rất là cao. Tiếp theo thì mình sẽ chuyển đổi một cái video thứ hai này. Đây là một video mình sẽ quay để làm ví dụ cho các bạn xem. Các bạn sẽ thấy là video này của mình nó sẽ có âm thanh này. Vẫn là một cái video về người đàn ông đang ngồi ở trong phòng thôi. Và mình sẽ giữ nguyên tất cả những cái thứ này. Bây giờ mình sẽ bấm Generate để nó bắt đầu tạo video. Và đây sẽ là cái video mà AI nó đã tạo cho mình này. Mình sẽ bấm vào cho các bạn xem. Đây là một video mình sẽ quay để làm ví dụ cho các bạn xem. Các bạn sẽ thấy là video có âm thanh mà nó cũng chuyển đổi cho mình được. Rất là hay đúng không? Vậy nên các bạn có thể áp dụng cách này để làm video cũng rất là thú vị. Để tải được video về máy thì các bạn sẽ bấm vào phần download này. Tương tự như vậy thì mình sẽ chuyển đổi cái phong cách của đoạn video này. Sau đó mình sẽ ghi prompt là một cô gái đang nhảy này. Mình sẽ sao chép, mình sẽ quay trở lại Lengo và mình dán nó vào đây. Sau đó mình sẽ bấm Generate để bắt đầu tạo video. Đây sẽ là video mà AI nó đã chuyển đổi cho mình này. Mình sẽ bấm vào cho các bạn xem. Các bạn sẽ thấy rất là thú vị đúng không? Các bạn có thể sử dụng cái clip này để đăng tải lên trên TikTok. Mình chắc chắn là sẽ rất là nhiều view, rất là nhiều team. Để tải được video về máy thì các bạn sẽ bấm vào phần download này. Đặc biệt khi các bạn tiêu hết token này thì các bạn hoàn toàn có thể nhận được token miễn phí. Và các bạn sẽ thực hiện như sau. Các bạn sẽ thấy bây giờ mình chỉ còn 41 token này. Và bây giờ mình sẽ nhận token miễn phí. Các bạn sẽ bấm vào phần Join for 2000 token này. Sau đó chúng ta sẽ lướt xuống dưới. Các bạn sẽ bấm cho mình vào đây và bấm load. Vậy là chúng ta đã nhận được thêm token này. Mình đã tăng được 50 token và lên 91 token này. Để nhận được thêm nhiều token hơn nữa thì các bạn sẽ tạo video bằng Lengo AI. Sau đó các bạn sẽ đăng tải lên trên mạng xã hội này. Ví dụ như là YouTube này, Instagram này, Twitter này, TikTok, Facebook. Và các bạn cần phải có hashtag là Lengo AI. Sau đó chúng ta sẽ đăng tải chế độ công khai này. Và các bạn sẽ chụp màn hình lại và gửi cho Lengo AI. Để gửi được ảnh thì các bạn sẽ bấm vào phần lộp bài tập này. Sau đó các bạn sẽ lựa chọn cái nền tảng mà các bạn đã đăng tải video. Ví dụ các bạn đăng tải lên trên Facebook thì các bạn sẽ chọn vào đây. Sau đó các bạn sẽ điền một số cái thông tin này và tải lên cái bức ảnh mà các bạn đã chụp cái bài viết đó và dán nó vào đây. Sau đó các bạn sẽ bấm gửi này. Video của bạn đạt 300 lượt xem thì các bạn sẽ được 100 điểm này. 1.000 lượt xem thì được 500 điểm. Và đạt 5.000 lượt xem trở lên thì các bạn sẽ được 2.000 điểm token. Với 2.000 token này thì các bạn sẽ sử dụng được rất là lâu. Và mình thấy cái phần này các bạn làm rất là dễ. Nên là các bạn có thể nhận được rất là nhiều token. Vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ rất là chi tiết về Lengo AI và cách sử dụng nó hiệu quả. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy cho mình xin một like và một subscribe. Đừng quên xem những video hay hơn nữa ở đây hoặc là ở đây.